Hello anh em nhé, đây quay video giới thiệu sản phẩm bên shop em Lộc. Số điện thoại của em Lộc 0963797736 nhé, shop Lộc Hoàng. Bên em thì cung cấp đầy đủ tất cả các nguyên vật liệu, từ đồ chơi chế cháo đến khuôn đạn và đạn. Đấy, khung này, đây là khung Utalon anh em nhé. Đấy, nói chung là tem mác hàng nhập, tem mác đầy đủ, không phải nghĩ gì cả, không chê đâu được. Thấy chưa? Đấy, đây là khung thẳng nhé. Này, tem mác các bạn có đầy đủ hết cho anh em chơi. Nói chung là đồ chất lượng về lắp ráp không phải nghĩ gì cả. Đấy, theo bộ đồng bộ nó về lắp ráp chơi rất chi là ngon luôn. Đấy, có hết mã vạch cái thứ khung khiếc thì đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và khuôn thì đây có nhiều khuôn 5.5, khuôn một mặt này, khuôn hai mặt này, khuôn lấm đầu nhọn này, khuôn lấm đầu dù này. Đấy, khuôn xuyên phá đặt này, nói chung là anh em đặt khuôn gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho em 0963797736 nha. Em có tất cả đầy đủ cho anh em luôn. Ở đây em thanh lý bộ khuôn này. Em thanh lý bộ khuôn này cho tất cả anh em là giá là báo giá công khai 9 triệu luôn nha. Ông khách ông đặt, ông không làm nữa thì ông ấy giả lại. Ông không nhận, không phải là giả lại, thấy chưa? Đấy, khuôn đang còn mới, cứng, đẹp đẽ, ngon lành cành đào chưa? Một mặt 5.5, một mặt 6.35. Đấy, rất tiện cho anh em là về làm lại lái để đấu kẹo để bán nha. Đây đi theo một bộ khuôn này gồm này, hai mảnh này này là một khuôn này, ba ốc bắt vít này, một mặt dẫn hướng này, một mặt đổ liệu này và hai chốt đóng này. Hai chốt đóng này, một chốt váy dày, một chốt váy mỏng nha. Em nhìn đấy, một chốt váy dày, một chốt váy mỏng. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại cho em, báo giá luôn công khai bộ khuôn này là 9 triệu chưa? 9 triệu luôn hai mặt. Khuôn đã được CNC khuôn nhiệt luyện. Đấy, chất lượng thép tốt, đã nhiệt luyện. Anh em về chỉ việc làm là làm thôi, không phải nghĩ ngợi gì hết, được chưa? Đấy. Đấy, khuôn hai mặt ghép vào phẳng lừ này, như này mà khít hình khít như này. Đấy, rất chi là đẹp, chắc chắn luôn, khuôn đẹp, ok long lanh, không phải nghĩ gì cả, thép nhiệt luyện rất chi chắc chắn rồi. Và đây là cái khuôn 8 lỗ. Đấy, khuôn 8 lỗ đây em xịt dầu nhìn hơi bóng bóng đấy. Đấy, lau đi này, nhìn khuôn rất đẹp luôn. Đây là khuôn 5.5 hai mặt. Yeah. Khuôn 5.5 hai mặt, một mặt này. Đấy, em để thì nó bị bám han đấy, để vứt ở đấy không để ý. Đấy, khuôn này thì rẻ, khuôn này có hơn 3 triệu một khuôn thôi, 8 lỗ. Hai mặt kia thì đắt hơn tí. Đấy. Đi theo khuôn này thì vẫn cứ bao gồm là hai chốt. Hai chốt, một mặt đổ và một mặt đóng nha. Yeah. Một mặt đổ, một mặt đóng. Còn đây là cành đây. Cành có hết, nói chung là nhà em chả thiếu cái gì cả. Em làm thì chả thiếu gì hết cho anh em cả. Một tay em quay, một tay lấy zoom, zoom hơi kém. Một tay quay, một tay lấy zoom hơi kém để lấy khương cho bác xem khương. Nói chung là đồ cái thứ thì không phải chê gì cả. Được chưa? Lòng Thái, lòng Đài Loan, lòng Indo, các bác cần cái gì đặt liên hệ trực tiếp số điện thoại đây cho em. Em có đầy đủ hết cho các bác. Rồi video em kết thúc đây nha. Chào tất cả anh em. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nha em nhé. Để biết những video ví dụ có cái đồ gì thanh lý, đồ gì mới thanh lý ấy, thì em sẽ đăng lên anh em sẽ biết. Chưa? Ví dụ hôm nay có bộ khuôn này thanh lý này đang giá này. Anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, giá cả anh em có thể nói chuyện. Đấy, bộ khung này cũng giá cũng rẻ này. Ví dụ hôm nào có bộ khung, bộ cây củi là cũ, anh em nhớ đăng ký kênh. Thì là có cây đồ cũ nào thanh lý lại thì em sẽ đăng lên anh em sẽ biết và anh em mua để giao lưu nhé. Rồi chào tất cả anh em.